Chào mừng bà con đến với chuyên mục chia sẻ thông tin nuôi tôm khỏe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Bình Minh. Hôm nay, chuyên đề chúng tôi muốn chia sẻ với bà con về nguyên nhân và cách phòng trị bệnh phân trắng. Chuyên đề này được biên soạn và chia sẻ bởi Thạc sĩ Huỳnh Duy Phong, giám đốc kỹ thuật của công ty Bình Minh. Nội dung chuyên đề bao gồm 4 phần chính. 1. Nguyên nhân gây bệnh phân trắng. 2. Thời gian xuất hiện bệnh. 3. Triệu chứng nhận biết bệnh bùng phát. 4. Cách phòng và điều trị bệnh hiệu quả. Có 5 nguyên nhân thường gặp dẫn đến bệnh phân trắng. Đầu tiên, thức ăn không được bảo quản cẩn thận dẫn đến thức ăn bị nhiễm nấm mốc, sinh ra độc tố. Khi tôm ăn phải thức ăn trên sẽ bị bệnh đường ruột dẫn đến tôm yếu, đề kháng kém. Bên cạnh đó, tôm nuôi có thể ăn phải tảo độc trong ao, tảo tiết ra enzyme làm tê liệt lớp biểu mô ruột, làm ruột không hấp thụ thức ăn được khiến tôm bệnh. Nguyên nhân thứ ba là do ký sinh trùng Riegerite, loại ký sinh trùng này bám trên thành ruột. Nó cạnh tranh dinh dưỡng và làm tổn thương đường ruột, tạo cơ hội cho các vi sinh vật gây hại khác như vi khuẩn, virus xâm nhập vào đường ruột tôm dễ dàng. Các chủng Vibrio cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh phân trắng trên tôm. Các yếu tố môi trường và thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là gan tôm. Các yếu tố này cũng làm giảm khả năng tiết dịch tiêu hóa dẫn đến suy yếu đường ruột, tôm thải phân sống. Bà con nên lưu ý bệnh phân trắng thường xuất hiện trong giai đoạn nuôi từ 30 ngày trở lên, đỉnh điểm giai đoạn 40 đến 45 ngày. Các triệu chứng giúp bà con có thể nhận biết tôm nhiễm bệnh gồm: tôm ăn yếu hoặc bỏ ăn nếu bệnh nặng, phân tôm màu trắng, nổi lên mặt nước và tập trung nhiều ở cuối hướng gió bờ ao. Khi quan sát đường ruột, bà con sẽ thấy đường ruột trống không có thức ăn hoặc thức ăn đứt quãng, đường ruột tôm bị sưng đỏ hay có màu đục trắng sữa. Kiểm tra bằng phương pháp mô học của mẫu tôm bị bệnh phân trắng, ta sẽ thấy gan cũng bị tổn thương, tế bào gan bị chết từng điểm bong ra. Thịt tôm không chứa đầy vỏ, vỏ mềm. Để phòng bệnh phân trắng, bà con cần lưu ý đến 3 vấn đề: thức ăn, quản lý môi trường nuôi và quản lý sức khỏe tôm. Đối với thức ăn, chọn thức ăn chuyên dùng cho tôm, thức ăn có chất lượng, đầy đủ dưỡng chất. Cho tôm ăn thức ăn đúng kích cỡ cho từng giai đoạn nuôi, với lượng thức ăn phù hợp và không bị dư thừa. Thức ăn phải được bảo quản tốt, không nhiễm nấm mốc, độc tố. Với môi trường nuôi, cần thả giống với mật độ hợp lý, phù hợp với điều kiện đầu tư và kỹ thuật nuôi. Đặc biệt trước khi thả tôm phải cải tạo chuẩn bị ao thật kỹ, đúng quy trình, ao nuôi tôm công nghiệp phải có đầy đủ trang thiết bị như máy quạt nước, máy sục khí oxy đáy. Có chế độ thay nước định kỳ nhằm ngăn ngừa sự phát triển của tảo độc, đề phòng tôm ăn phải tảo độc gây bệnh. Đồng thời, cần diệt khuẩn môi trường nước ao nuôi khi có dấu hiệu mòn đuôi, cục râu, sương mang hoặc kết quả xét nghiệm nước mật độ vi khuẩn gây hại trong nước trên 1000 CFU. Trong việc quản lý sức khỏe tôm, bà con cần định kỳ tạt thuốc bổ và tăng cường chức năng gan bằng những loại thuốc hấp thu qua mang có thành phần beta-glucan, sorbitol, lysine, methionine sau 3 ngày thả, định kỳ 7 ngày trên lần. Định kỳ sử dụng men vi sinh chế phẩm sinh học 7 ngày lần để xử lý chất thải, làm sạch đáy ao. Đối với tôm nuôi lớn hơn 10 ngày có thể tính từ khi bắt đầu sử dụng thức ăn viên 1 ly. Bà con có thể phòng ngừa nhiễm khuẩn gan tụy và ruột tôm bằng cách trộn vào thức ăn với quy trình sau: sáng, men tiêu hóa, enzyme tiêu hóa; trưa, khoáng, vitamin tổng hợp; chiều, chất đề kháng beta-glucan, sorbitol, glucomannoprotein và vân vân. Khi bệnh phân trắng xảy ra, bà con có thể điều trị như sau: giảm từ 50 đến 70% lượng thức ăn tùy theo tình hình mức độ nhiễm bệnh tại thời điểm đó. Thay nước ít nhất 50%, sau đó tạt khoáng và vitamin để chống sốc cho tôm. Kế tiếp, dùng thuốc để diệt tảo độc. Sau khi dùng thuốc diệt tảo độc khoảng 2 ngày thì dùng men vi sinh để phân hủy xác tảo. Đồng thời, trộn men tiêu hóa cho tôm ăn liên tục ít nhất 7 ngày để nhanh chóng phục hồi hệ vi khuẩn có lợi đường ruột tôm và tiến hành gây tảo có lợi trở lại cho ao tôm. Đối với tôm nhiễm bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng, dùng thảo dược chiết xuất từ thiên nhiên để tẩy ký sinh trùng trong gan và ruột theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời, kết hợp dùng men vi sinh chế phẩm sinh học có mật độ vi khuẩn có lợi cao để lấn át vi khuẩn có hại gây bệnh phân trắng có trong nguồn nước, tránh mầm bệnh tái nhiễm lên tôm nuôi. Tạt thuốc bổ và tăng cường chức năng gan bằng những loại thuốc hấp thu qua mang có thành phần beta-glucan, sorbitol, lysine, methionine. Tạt mỗi ngày trong thời gian trị bệnh để phục hồi và kích thích gan tiết dịch tiêu hóa. Lưu ý, rất khó điều trị khi tôm bị phân trắng do hoại tử gan tụy. Trước khi điều trị cần đánh giá tỷ lệ tôm bị bệnh, nếu tỷ lệ tôm bị trống ruột và trắng ruột trên 70% thì không thể trị được. Liều lượng trị bệnh có thể gấp 2 hoặc nhiều lần hơn so với liều phòng ngừa bệnh và phụ thuộc vào các yếu tố khác: thời tiết, mùa vụ, mật độ nuôi, sức khỏe tôm. Việc phòng bệnh được xem là phương pháp tốt nhất trong việc ngăn chặn dịch bệnh ở tôm, nó quyết định lớn đến sự thành công trong nghề nuôi tôm. Do đó, đối với bệnh phân trắng, bà con nuôi tôm nên lưu ý có quy trình phòng bệnh cho tôm ngay từ đầu vụ. Trong quá trình nuôi nên cho tôm ăn bổ sung thường xuyên men tiêu hóa có lợi cho đường ruột, các sản phẩm để nâng cao sức kháng bệnh. Ngoài ra, người nuôi thường xuyên kiểm soát môi trường ao nuôi tốt để hạn chế nguy cơ gây bệnh. Cảm ơn bà con đã theo dõi.